Lava Store xin kính chào anh em đã quay trở lại với review áo khoác cao cấp chính hãng. Trước mắt anh em là một con Sukuyan, Sukuyan dạng jean và tay da nha anh em. Cái này cũng dạng jean jacket, thì nó cũng là Sukuyan, nó cũng là một cái dạng souvenir, nó cũng là một cái áo khoác lưu niệm và thêu hổ một cái nữ samurai đang cưỡi hổ rất là đỉnh cao, thêu full hết, không phải là in, đây là thêu hình thêu. Và chữ denim da, anh em thấy chữ denim không? Đó, chữ denim anh em thấy không? Nè, denim da nè ha. Đó, thì samurai cưỡi hổ và cái nền là cái hoa cúc Nhật, cúc Nhật Bản, là cúc đoá, là kiểu cách điệu vintage rất là đỉnh luôn. Và phần thân xanh đây nè, màu xanh xanh này, anh em có thể thấy xanh xanh đây nè. Đó, xanh xanh đó đó. Đó là jean nha anh em, rin á, vải rin á. Jean á. Còn tay của nó là da bêu cao cấp ha. Các ống đựng bo, cái bo đỏ đỏ nó ở trên cổ mà ở bo thun dưới á, và bo thun của cổ tay, ống áo và bo thun của cổ áo là rất là dày. Và đây là một sản phẩm cao cấp đến từ hãng Only Denim, và một cái hãng mình đã là đối tác mua hàng của bên hãng rất là lâu năm rồi, phải nằm giá phải gần 6 năm. Từ khi mình biết đến nó là 2016, mua tới nay là sắp 2022, là gần 6 năm rồi. Và Only Denim là một trong những brand làm áo rất là sáng tạo và mang tính chất Á Đông, đặc trưng của Á Đông luôn, và không có pha tạp với một cái hãng nào hết. Only Denim rất là đẳng cấp nha anh em. Đây là một sản phẩm the best của nó. Best seller là con này bán chạy nhất của hãng. Hầu như những con mà đẹp nhất của cái hãng nào thì mình cũng mang về Việt Nam, đem hình ảnh của hãng về là bán phân phối. Khi mình mua là mình mua chính hãng, là mình chat trực tiếp với họ để mà mua, để họ ship về Việt Nam cho mình, rồi mình bán lại cho anh em khách hàng. Chứ không bao giờ mình mà bán những cái áo mà cao cấp như vậy, mà nó là dạng như nó phát, không thể nào phát được một con siêu phẩm như vậy anh em à. Anh em hiểu không? Cái bản thêu này quá là lớn và đẳng cấp, mà rất 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 nhiều người ở châu Á tin dùng cái hãng này, cho nên không ai có thể nào mà phát cái này mà theo khủng khiếp như vậy được. Anh em hiểu không? Rồi đây là phần trước của mặt lưng của con siêu phẩm Only Denim nữ samurai cưỡi hổ, với nền là hoa cúc đoá, cách điệu Nhật Bản, vintage style nha anh em, Japan vintage style. Và mình xin review vô chi tiết. Đây, bo thun cổ nè, màu đỏ nè, nè thấy chưa? Rất là dày. Đó, thấy chưa? Rồi tiếp đến là cái phần chất liệu của phần thân, đó là vải jean. Vải jean như là vải của quần jean nhé anh em. Đó. Và chữ denim nè, được may công phu bởi nhiều vải miếng da cắt ra tạo nên chữ denim, anh em thấy chưa? Đó, denim nè. Đó, denim có nghĩa là vải jean đó. Vải denim á nè, đó, cái đường này cũng là da luôn. Cái đường này cũng là da luôn, đó. Chạy qua đây, phần thân áo ha. Và tới cái hình theo nữ samurai đã hổ nha, cưỡi hổ nha. Đó, nữ samurai đang cưỡi hổ nè. Đây là đang cầm cái kiếm. Samurai theo kiểu, cái này là làm theo kiểu hoạt hình đó nè, truyện tranh Nhật Bản, manga anime style. Hổ theo rất là có hồn, con mắt màu đỏ này nè, theo dữ tợn ha. Rồi, theo mấy cái móng vuốt của hổ này, bởi vì ngày xưa mình cực kỳ thích những cái áo cái kiểu như vậy, thì mình bán tình cờ Việt Nam là mà sắp mình nổi tiếng, nên nhờ những cái áo Sukuyan kiểu như vậy nè anh em. Đây là mẫu bản jean jacket nhưng nó vẫn Sukuyan nha anh em. Sukuyan có trong tiếng Nhật là su, có nghĩa là nếu mà tiếng lóng của âm Mỹ anh em, souvenir, anh em có tiếng Anh thì biết là souvenir có nghĩa là lưu niệm. Kayan là một là có nghĩa là áo khoác anh em, áo khoác lưu niệm, anh em hiểu không? Đó là chỉ cho những áo khoác thêu nè, phong cách Nhật Bản này nè. Đó, ở dưới này cũng là một cái logo rất là đẹp luôn, và cúc đoá màu đỏ, thêu màu đỏ, rồi có đoá màu đen lên nữa, thêu chỉ. Cái này giống như là xăm mình vậy anh em, cái nghệ thuật nó giống như là nghệ thuật xăm mình, tattoo vậy á. Thì embroidery, nghệ thuật thêu art, embroidery nó giống như là tattoo xăm mình vậy anh em ha. Nó cũng hàng triệu mũi chỉ, mũi kim,
mới nên một cái mai cái hình theo lớn như vậy. Và sao mình cũng vậy, người ta phải dùng kim đâm vô da thịt rất là nhiều, và mực nó tiêm nó đưa được đưa vô thì mới tạo nên hình xăm. Thì cái theo nó cũng vậy, nên cái sự giá trị nó rất là cao. Mua là dùng suốt cuộc đời mình, chứ không phải mua cho vui nha anh em. Mua cho vui mấy sản phẩm này thì đắt tiền lắm, anh em đừng có mua cho vui, mà mua là phải trân trọng nó, giặt tay đàng hoàng, không có đừng có quăng vô máy giặt nha, không có giặt như mấy áo thường đâu. Còn đây á, là ống bo thun tay bo, cái gọi là ống tay áo của nó là được làm full da, da rất là dày, da BU cao cấp, rất là dày luôn. Những sản phẩm chính hãng bây giờ thì thường được làm bằng da BU nha anh em. Da BU là một cái loại da tổng hợp nhân tạo đang là đình đám trên thế giới, và nó thay thế dần da động vật, bởi vì giết hại động vật lấy da là tội ác đó em. Người ta cũng không có cổ vũ cái chuyện đó đó, nó đường may anh em có thể coi cái hãng Oninim này, nó làm đường may rất là sắc sảo luôn, chứng tỏ cái tay nghề của thợ ở bên này đạp máy may để mà đi những cái con chỉ, cái đường chỉ cho những cái con ống tay áo này quá đỉnh luôn. Và chất da của nó là da BU rất là dày, và làn trắng nó thể thao này, anh em có thể nhìn nó giống như là moto style vậy. Moto jacket style là những cái áo khoác giống như là những anh em dân chơi mô tô chơi vậy anh em, thì nó có cái màu sắc như vậy. Thì theo mình là như vậy, mình có cái đánh giá như thế nào là cảm quan của mình nha. Mấy anh em có coi có tiếp thu được hay là thấy đúng thì ok, còn không nếu mà anh em thấy theo cái ý của anh em thì anh em cứ comment nha, hoặc là inbox shop hỏi để mình giao lưu trao đổi thôi. Chứ mình đây là mình nói theo đúng cái suy nghĩ của mình, kinh nghiệm áo khoác, bán áo khoác lâu năm của mình. Ok, và tay là tay da, thân là jean, hình theo full. Ok, để quay mặt trước cho anh em coi. Mặt trước nó khá là đẹp, khá là đẹp anh em ơi. Rồi, đây là mặt trước của siêu phẩm Samurai đã hổ. Và mặt trước nó theo rất là nam tính luôn, nhìn nó mạnh mẽ ha anh em ạ. Đây bao thun, bao thun này anh thấy dày lắm. Và tác hãng anh thấy Oninim chưa? Đó, brand rất là đỉnh cao luôn. Mình respect, mình rất tôn trọng brand này. Sản phẩm cực kỳ đỉnh luôn, cực kỳ đẹp. Cái làn này nó làm bằng da là anh em biết nó cái hãng đẳng cấp như thế nào đó. Anh em hãy coi cái làn da của cái hãng này. Đây, thấy chưa? Cúc áo luôn nè, thấy cúc áo không? Sự tinh xảo đó, tuyệt đỉnh tinh xảo luôn á. Ha, đó, bên này cũng vậy. Thấy chưa? Anh em thấy nó làm không? Da nè, jean và da phối nè, thấy không? Wow, cái áo quá là đỉnh. Không phải bán mà khen nha, anh em mới coi, anh em thấy, anh em biết nè. Thì mình thấy đẹp rồi mình khen nha anh em. Rất là đẹp luôn. Cái túi nó túi sau, bỏ điện thoại được, ví được. Bỏ một cái ví nhỏ, ok. Ví nam mà loại gập nhỏ. Rồi, cúc áo nè. Cúc áo có logo hãng luôn, chữ tên của hãng luôn. Ok anh em. Đây mặt trước nha. Anh em nào thấy hay hãy bấm like và share nha anh em, hoặc là comment cho vui nha. Tại vì fanpage của mình mất tương tác, còn cái YouTube này thì mình không có làm anh em. Mình không có làm YouTube, không có đầu tư YouTube, cho nên cái này chủ yếu để khách hàng coi thôi. Khách hàng lên xem để mà họ dễ dàng mua hơn và tin tưởng shop hơn. Ok anh em, cảm ơn anh em đã xem video clip của Lavastore. Xin hẹn gặp lại anh em vào video clip sau. Cảm ơn.